Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Faye Gibson Huber và tôi rất vinh dự được đảm nhiệm vai trò giám đốc văn phòng các vấn đề cộng đồng của thị trường. Và đó là niềm vui và vinh dự đặc biệt của tôi hôm nay được cắt mặt ở đây để kỷ niệm tháng di sản của người nhập cư. Nhưng tôi biết những người nhập cư đã mang lại rất nhiều nhiều sự giàu có cho thành phố của chúng tôi và cả đất nước của chúng tôi. Và tôi không thể chờ đợi để có một cuộc thảo luận lớn ngày hôm nay về những đóng góp và những người nhập cư ngay tại khu vực DC. Vì vậy, năm người qua năm khác, chúng ta biết rằng các gia đình và cá nhân đến từ mọi nơi trên thế giới, và những câu chuyện độc đáo về truyền thống và di sản của họ đã làm cho thủ đô của quốc gia chúng ta trở thành thành phố xinh đẹp như ngày nay. Và kết quả của Washington DC mạnh hơn. Chúng ta nhiều hơn, đa dạng, mà chúng tôi là một thành phố sôi động và xinh đẹp, mà chúng tôi sẽ không thể thiếu vẻ đẹp mà những người nhập cư mang lại. Và những câu chuyện cũng như điểm mạnh của họ là một phần trong các giá trị của DC của chúng tôi. Và như tôi đã nói trước đây, nó là tăng thêm cấu trúc phong phú cho thành phố của chúng tôi và nó thực sự mang lại chúng tôi sự độc đáo mà chúng tôi muốn luôn kể cho mọi ở đây ở DC. Vì vậy, hôm nay tôi rất vinh dự được tham gia cùng một số giám đốc của chúng tôi và những người thuộc văn phòng các vấn đề cộng đồng của thị trưởng. Và các văn phòng tương ứng của họ là văn phòng thị trưởng và vấn đề châu Phi, văn phòng thị trưởng về vấn đề của đảo châu Á Thái Bình Dương, văn phòng thị trưởng về các vấn đề Latin. Và những người chia sẻ những câu chuyện đáng kinh ngạc của họ trong hành chính bắt đầu phục vụ cho cộng đồng họ dịch vụ ngoài. Giám đốc của chúng tôi và chúng tôi sẽ ba khách mời đặc biệt Hoa Kỳ nhân dân Washingtonian khác và những người chia sẻ chúng tôi cách họ đến Hoa Kỳ và vai trò họ trong Hoa Kỳ chúng tôi. Vì vậy, không cần nói thêm gì nữa, tôi thực sự rất vui vui và chuyển sang các tham luận viên của chúng tôi đã thể hiện về bản thân họ. Vì vậy, Ben, vị trí bắt đầu xuống dòng xuống. Vâng, cảm ơn. Tôi là Ben Guzman và tôi hào là giám đốc của văn họ chư trường về các vấn đề của những giáo đảo châu Á và Thái Bình Dương, Washington. Xin chào, tên tôi là Jocelyn Loyoni và tôi là bếp trưởng đồng thủ của sở hữu của nhà hàng Tame trên đường 8 và tôi đã ở đây từ năm 1970. Hola, tôi là Jackie Rain Yanez và tôi tự hào là giám đốc văn phòng thị trưởng về các vấn đề Latino và DC nhà của tôi từ năm 1990 và tôi tự hào về cư dân của phường Phá 5 và các con tôi sinh ra ở đây của tôi cháu ngoại. Vì vậy tôi rất tự hào là người nhập cư ở DC. Xin chào. Tôi tên là Anna Reyes. Tôi đã ở nhà hàng El Tamarino. Gia đình tôi nhập cư từ El Salvador vào những năm 1970. Tôi là một người gốc DC tự hào. Và tôi vô cùng hạnh phúc khi được trở thành một phần của cộng đồng người nhập cư của Washington DC. Danh sách các giá trị và mọi thứ mà chúng tôi đang mang lại. Tôi là Yodi Shibaru, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề châu Phi và Giám đốc phụ trách các hợp đồng và dịch vụ mua sắm của chính phủ với Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp nhỏ DC thuộc trường Đại học Howard. Tôi đến Hoa Kỳ từ Ethiopia vào năm 1994. Tôi là cư dân DC từ năm 2009 và cụ thể là phường 1. Và cảm ơn bạn đã mời tôi đến đây. Xin chào, tôi là Ali Kaba. Tôi có vinh dự được phục vụ với tư cách là giám đốc văn phòng thị trưởng của các vấn đề châu Phi. Và tôi tự hào là cư dân của phường 5. Tôi đến Mỹ vào năm 2012 từ Pháp. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn, tôi thậm chí là không thực sự đi du lịch một mình. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng được ở trong văn căn phòng này với tất cả sự tuyệt vời với tất cả bạn đang mang lại. Những tôi muốn tìm hiểu thêm về ý nghĩa của việc bạn trở thành một người nhập cư, một phần của cộng đồng nhập cư ở đây trong khu vực của DC. Vậy tôi sẽ bắt đầu tiên với tham luận viên của chúng tôi không có trong văn phòng của chúng tôi. Vì vậy, Anna Jocelyn Jobit, bạn sẽ bắt đầu bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của bạn để đến thể Jocelyn. Chúng tôi có thể bắt đầu với bạn. Dĩ nhiên, tôi đến khu vực Washington vào năm 1970. Tôi là người gốc Miến Điện và trở thành một người nhập cư đối với tôi là người Mỹ. Bởi vì tất cả người Mỹ đều là người nhập cư ngoại trừ những người ở đây trước chúng ta. Chúng tôi là một gia đình lớn của những người nhập cư và đó là kỷ niệm của tất cả. Rằng chúng tôi không bao giờ ở quá xa nhau theo nghĩa, đó là vì vậy. Đối với tôi, làm trong ngành công nghiệp thực phẩm là một cách để kết nối tất cả những điều đó lại với nhau.
và trở thành một người nhập cư luôn là kỷ niệm và thế mạnh rất lớn ở Washington DC. Tôi thích Johnson cơ hội chia sẻ văn hóa của mình thông qua các món ăn của chúng tôi, và đại loại như vậy giống như lời giới thiệu và mọi người quan tâm đến những thứ khác. Vì một vậy, một lần nữa chủ đề từ El Salvador là một đất nước nhỏ bé và không có nhiều người. Chúng ta phải chia sẻ văn hóa của mình thông qua ẩm thực và thực sự khiến mọi người tìm hiểu về đất nước của chúng ta và kết nối với họ theo cách đó. Tôi biết là những gì tôi thích và rất nhiều văn hóa và tất cả những vẻ đẹp khác. Ngay cả bên ngoài quyền đó, tôi nhận có nhiều điểm cửa như một điểm và nguyệt tuyệt vời và ngon lành. Nhưng ngoài ra còn nhiều hơn thế nữa là bạn thì sao? Tôi đến DC vào năm 1991 để theo đuổi một nền giáo dục đại học. Tôi là thế hệ thứ hai đến Hoa Kỳ. Gia đình của tôi bắt đầu nhập cư vào đây vào những năm 70. Tôi cảm thấy mình đã nhập cư rất nhiều, và đến Mỹ khiến tôi cảm thấy mình là người Mỹ hơn. Kể từ khi tôi chuyển đến DC, mỗi năm tôi cảm thấy khiêm tốn hơn khi trở thành một phần của cộng đồng nhân ái và phân biệt. Và có thể vì vai trò mà tôi đã chấp nhận bắt đầu phục vụ như một người thường dân tại văn phòng thị trưởng, và cũng là công việc hàng ngày của tôi, nơi tôi nhận được gặp gỡ để đỡ giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp ở đây trong huyện để họ bắt đầu kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh, và thấy họ tạo việc làm cho bản thân và những người khác. Tôi là một cư dân tự hào của DC. Tôi rất là thích. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ. Và tôi yêu thích mọi người tiếp tục nói điều đó. Bạn biết tôi tự hào là cư dân của các quận và rằng tất cả chúng ta đều là hàng xóm với nhau. Nhưng có những trách nhiệm thực sự chúng tôi cảm thấy được kết nối, và tôi muốn mang đến ba người đồng nghiệp của mình mà tôi rất vui khi được làm việc với họ, và họ sẽ thúc đẩy và kéo tôi theo nhiều hướng khác để đảm bảo rằng chúng tôi phục vụ tốt cả những người hàng xóm của chúng ta, để chúng ta có thể thấy mình là một cộng đồng. Vì vậy tôi muốn đến gặp giám đốc của cả văn phòng thị trưởng về các vấn đề đảo châu Á, về Thái Bình Dương, văn phòng thị trưởng các vấn đề Latino, văn phòng thị trưởng về các vấn đề châu Phi, và tôi muốn nói tên đầy đủ vì chúng tôi luôn sử dụng từ viết tắt về đồ đá có nghĩa là gì. Và các bạn làm những công việc quan trọng như vậy, và các bạn là người liên lạc quan trọng trong cộng đồng và để kết nối không chỉ tài nguyên cộng đồng mà cả cộng đồng của bạn với các cộng đồng khác. Và vì vậy tôi muốn chia sẻ thêm một chút về vai trò quan trọng của văn phòng, và bạn biết các loại dịch vụ bạn cung cấp như điều đó có nghĩa là gì đối với bạn. Vì vậy tôi muốn bắt đầu với Jackie. Cảm ơn tất cả các văn phòng, mà tôi luôn nói rằng thị trưởng cũng đã nói khi trở thành thị trưởng Bowser, công viện nên phản ánh khu vực bầu cử đã bầu ra bà này. Vậy người Việt Nam, bạn có biết có phải là người Việt Nam không? Tôi là người Filipino. Tôi là Salvador đầu tiên đứng đầu văn phòng về các vấn đề người Latino. Nó được thành lập vào 1976 và nói rằng Salvadorian là khu vực bầu cử lớn nhất trong huyện. Và chúng tôi là khu vực lớn thứ ba trên toàn quốc. Vì vậy, khi nào cô ấy được bổ nhiệm tôi vào văn phòng thị trưởng về các vấn đề Latino, ở đó bạn biết như một văn phòng có phòng dây cao su, nhưng bây giờ chúng tôi lắng nghe và chúng tôi có ngôi nhà mở của mình nếu có tất cả các loại người từ các nơi khác nhau. Vì vậy, có rất là có ý nghĩa đối với tôi rằng khi thị trưởng bổ nhiệm, chúng tôi là vị trí này. Nó đồng thời là cầu nối và là tiếng nói cho cộng đồng của chúng tôi. Vì vậy, khi đại dịch xảy ra, chúng tôi phải sáng tạo trong cách cung cấp dịch vụ vì mọi người xem xét điều này. Vì vậy,
như bạn biết. Vì vậy chúng tôi quyết định giữ cho văn phòng mở, mà mong những điều lớn nhất đó là ngân hàng thực phẩm. Và nó giống như một hiện trường vụ án. Chúng tôi đã đi từ một ngân hàng thực phẩm đến 7 ngân hàng thực phẩm trong một tuần. Và để giúp mọi người điều hướng hệ thống thất nghiệp, tiếp cận ngôn ngữ, để hiểu được từ mà chúng tôi phải nói. Và tôi rất ngạc nhiên khi nói rằng thị trưởng nó hoặc có điều gì đó bằng tiếng Anh, trong giây sau đó là tiếng Tây Ban Nha, bởi vì chúng tôi là dân số lớn nhất. Nhưng nhóm của chúng tôi đã làm suốt ngày đêm để đảm bảo rằng chúng tôi đã dịch các tài liệu. Chúng tôi đã dịch hơn 800 tài liệu, bản tin, cuộc họp báo của thị trường, thông tin cập nhật đặc biệt từ thị trường. Vì vậy chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi cũng tỏa ra một chiếc mặt nạ xinh đẹp này. Chúng tôi đã phải đối với cách chúng tôi cung cấp dịch vụ cho người dân. Vì vậy chúng tôi có 9 phụ nữ ở huyện, nhiều phụ nữ hơn trong hộ gia đình. Vì vậy chúng tôi đã tạo ra một cách trả lời và nó giống như một hy vọng bạn biết. Chúng tôi đã mua tài liệu, vậy chúng tôi sẽ làm thế nào để tái tạo lại chính mình? Và chúng tôi sẽ sử dụng số chúng ta có như thế nào? Vì vậy chúng tôi mua tài liệu, mua mặt nạ sau đó và đưa thứ này ra cửa hàng thực phẩm. Vì vậy chúng tôi đã tạo ra hơn 3.000 mặt nạ. Đó là điều mà chúng tôi rất tự hào. Chúng ta có người người trẻ đang làm ảo. Chúng tôi có những đứa trẻ gọi điện như người Latino, đảm bảo rằng đã điền vào các cuộc hẹn của họ. Nếu họ cần dịch vụ trong trường học, họ có được tiếp xúc với giáo viên không? Khi họ bao bọc các dịch vụ trong giới trẻ của chúng ta, họ đã sản xuất đến mức của chúng tôi thu hút họ vào đó và có thể kết nối các dịch vụ. Vì vậy, với đại dịch, chúng tôi tiếp cận với họ, những người dễ bị tổn thương nhất trong huyện. Và chúng tôi đã nói về văn hóa mà tất cả các loại người, các dịch vụ và thị trưởng đã nói không có quan trọng nếu bạn ở đây trong 5 phút hay 5 thế hệ. Chúng ta là một phần của thành phố tuyệt vời mà chúng ta, tôi gọi là nhà. Chúng ta là Washington DC. Và không chỉ đến nền văn hóa mà còn đối với dịch vụ. Vì vậy tôi rất vui khi được phục vụ dưới thề chỉ trường Bowser. Và bà ấy thiết lập giai điệu và đặt tiêu chuẩn cao cho chúng tôi và tất cả các đồng nghiệp của tôi ở đây. Cùng bàn, chúng tôi đại diện cho điều đó. Washington có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước thủ đô? Chắc chắn rồi, Ali. Bạn có thể chia sẻ một chút về văn phòng thị trưởng với các vấn đề châu Phi và thực sự việc cung cấp của dịch vụ đó cho cộng đồng như thế nào? Vâng, nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đó là một đặc ơn đối với văn phòng thị trường về các vấn đề châu Phi và hơn thế nữa là nghĩa vụ hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất chúng tôi trong huyện. Chúng tôi được thị trưởng ủy nhiệm rằng ngân sách DC được phản ánh cho công việc được thực hiện tại văn phòng thị trưởng về các vấn đề châu Phi. Và nhiệm vụ của chúng tôi là có đầy đủ các dịch vụ giáo dục, việc làm và các dịch vụ xã hội mà các thành viên cộng đồng của chúng tôi có thể tiếp cận. Chúng tôi đưa ra đề xuất với thị trường để thúc đẩy phúc lợi cộng đồng đó. Tôi muốn nhân cơ hội này để thực sự cảm ơn các thành viên trong nhóm của tôi. Nhân viên của tôi, Jenny Changqua, ở Phó Giám đốc Ligitani Sehalakos, Sissina Baus, nhân viên trong viên của tôi trong thời gian xảy ra đại dịch. Thực sự phục vụ công việc nhất quán của cộng đồng và thực sự hữu ích cho tôi và cho cộng đồng. Chúng tôi có nhiệm vụ hợp tác chặt chẽ với văn phòng, với nhân quyền của cơ quan tham vấn để giám sát việc áp dụng đạo luật tiếp cận ngôn ngữ năm 2004 để đảm bảo rằng tất cả các chương trình và thông tin của DC đều có sẵn ra cho thành viên ủy ban bằng ngôn ngữ mà họ nói. Vì vậy, rất vinh dự khi được phục vụ.
cảm ơn bạn rất nhiều. Vì vậy tôi nghĩ rằng thành phần khía cạnh đó thực sự quan trọng. Vì vậy tôi rất vui vì bạn đã đưa ra điều đó. Vì vậy Ben, tôi đến gặp bạn để nói thêm về bạn viết văn phòng thị trưởng về các vấn đề của đảo châu Á và Thái Bình Dương và công việc bạn làm cũng như cái cách làm việc đó có ý nghĩa thế nào đối với bạn. Một lần nữa, tôi nghĩ những gì các đồng nghiệp của tôi và đã nói về được đặc quyền chúng tôi phục vụ thị trưởng và đặc biệt là đúng vào thời điểm này. Vì những tôi luôn muốn nói về công việc và văn phòng của chúng tôi thực hiện thông qua hai lăng kính. Một mặt chúng tôi đại diện cho thị trưởng bao giờ trước người dân châu Á và Thái Bình Dương. Đặc biệt đây, tôi là nhân viên đang nói chuyện với những người trong cộng đồng, đang thu hút họ. Chúng tôi đảm bảo rằng họ biết những chương trình mà thị trưởng đã khởi xướng trong chính quyền thành phố đã không đưa ra ở đó. Đặc biệt là trong những thời điểm bạn biết coronavirus, quan trọng là tất cả cư dân của chúng ta có thể truy cập các nguồn lực của chính phủ sẵn có cho các nỗ lực cứu trợ và phục hồi. Đồng thời, chúng tôi làm việc theo cách khác và vận động cho cộng đồng của chúng tôi với chính quyền thành phố. Vì vậy, chúng tôi đảm bảo rằng các cơ quan chính quyền thành phố của chúng tôi và giám đốc K3 đã nói có thể tiếp cận ngôn ngữ và văn hóa cho tất cả cư dân của chúng tôi, bất kể tình trạng công dân của họ, bất kể họ sống ở phường nào, bất kể họ đến từ đâu. Và bà biết rằng đó là cái ý tưởng về khả năng tiếp cận mà tôi nghĩ thực sự rất là quan trọng đối với chúng tôi để đảm bảo rằng bạn thường xuyên biết rằng thành phần của chúng tôi là những dân cư dân mà chúng tôi phục vụ thường là những người dễ bị tổn thương nhất. Đúng không? Và tôi nghĩ về điều đó đặc biệt trong thời điểm này một lần nữa, khi nào cư dân của người Mỹ gốc Á và đại lộ Thái Bình Dương cảm thấy đặc biệt bị lừa dối bởi đầu không chí chiến triển trong năm qua, trong 15 tháng, qua khi thôi rất tiếc là ban lãnh đạo chính trị ở cấp quốc gia mà bạn biết đã không đủ đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều có thể tham gia điều này cùng nhau. Đúng vì vậy chúng tôi đang thấy sự thay đổi đó. Ngay bây giờ những văn phòng của chúng tôi, thị trưởng của chúng tôi đã dẫn đầu nỗ lực địa phương để cho cư dân của chúng tôi biết rằng bất kể virus là vấn đề cứ không phải cư dân của chúng tôi. Vì vậy, đối với cá nhân của tôi nghĩ tôi là một người sinh ra ở đây, nhưng là con của người nhập cư, là một phần của một gia đình nhập cư, là một phần của cộng đồng nhập cư, đã luôn thông báo cho công việc của mà tôi làm. Đúng vậy. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng một lần nữa biết nó đến DC với những ngôi sao trong mắt tôi đến cách đây 20 năm kỳ lạ, nhờ những năm 90, muốn tạo ra sự khác biệt bằng cách nào đó mà bạn biết. Và bà biết trong nhiều năm tôi đã làm điều đó thông qua vận động quốc gia. Nhưng đến các văn phòng thị trưởng và nhìn thấy công việc của những người ủng hộ làm nhà các cơ quan chính phủ, xem những gì cấp địa phương và nói chuyện với cư dân của chúng tôi và nhìn thấy kết quả trực tiếp của công việc đó đã được sự bổ ích. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bạn biết đây, khi chúng ta tiếp tục, tôi nghĩ rằng những cuộc thảo luận này trong lễ kỷ niệm của những người nhập cư trong cộng đồng của chúng ta sẽ trở nên quan trọng hơn nữa. Những điểm tuyệt vời mà anh ấy đã mang lại ở đây, ở xung quanh bạn biết đến, những gì năm nay đã nổi bật thực sự là một cái gì đó đã có từ trước đến nay, không có sự khác biệt, không phải là thứ mà mọi người cảm thấy thoải mái. Điều đó không có khác biệt gì, chỉ là màu điên hoặc khác ngôn ngữ hoặc khác nhau khi họ mở hộp cơm trưa, thức ăn khác nhau. Sự khác biệt của họ không phải lúc nào cũng được chào đón như một phần của trải nghiệm. Đúng là năm nay đã hoàn toàn làm nổi bật điều đó, ngay cả cấp độ cao hơn. Tôi nghĩ rằng thậm chí, bạn biết đấy, COVID-19 và chúng tôi nghĩ nó đến từ đầu và chúng tôi ai là mang lại virus này. Đến đây là tôi có thể nói chỉ là những người lợi đe dọa liên tục chống những nhập cư bị tấn công trên đường đường phố, như không phải vậy. Mới chúng tôi
đã biết rằng năm nay đặc biệt khó khăn khi bạn nghĩ đến những thử thách đó không chỉ qua 15 tháng qua. Bạn có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm của mình ở Hoa Kỳ. Bạn biết đấy, những gì có văn phòng như Moapia có nghĩa đối với bạn với tư cách là một người nhập cư, và các văn phòng đó có thể hỗ trợ bạn như thế nào nếu không phải là thời điểm này hoặc ví dụ về thời điểm khác. Vì vậy tôi sẽ bắt đầu với bạn Yodi. Bạn có thể nghĩ về một ví dụ về kết nối của bạn biết rằng văn phòng các vấn đề châu Phi thực sự có lợi cho bạn và nó đã được hỗ trợ như thế nào, và chính xác với quan điểm của bạn nó đã mang lại lợi ích. Không chỉ vậy, nó mang lại cho bạn một số loại tự hào. Và tôi nghĩ rằng văn phòng các vấn đề châu Phi nói riêng là một văn phòng duy nhất trong huyện đó. Và tôi tự hào nói điều đó ngay cả khi tôi nói chuyện trong hội thảo trên web của mình với đồng nghiệp Ethiopian của tôi ở Maryland, Virginia hoặc các tiểu bang khác. Và một điều nữa là thực tế là mỗi lần tôi thấy điều đó, khi tôi đến văn phòng như bạn đến thế biết đấy, tôi không thể giải thích cho bạn biết tôi tự hào như thế nào. Cảm thấy là thực tế đó là một đội gia đảng dạng mà Ali có những gì có nghĩa điều đó, với nghĩa là cộng đồng nhập cư có quyền truy cập cho thông tin, rào rã ngôn ngữ sẽ không phải là một vấn đề. Họ có một người nói ngôn ngữ của họ cung cấp thông tin về các nguồn tài nguyên mà họ cần. Đối với tôi, nó rất là độc đáo. DC là quê hương của tôi sau Ethiopia. Tôi không thấy mình đã sống ở bất cứ nơi nào khác. Tôi đã sống ở Arlington khi tôi đến đây lần đầu năm 11 tuổi. Tôi không thấy mình đi đâu khác. Ba đứa con gái của tôi sinh ở đây. Các vấn đề châu Phi là một nguồn tài nguyên tuyệt vời và tiếp tục dành cho cộng đồng của chúng tôi. Nếu tôi có thể yêu cầu cộng tác thực sự là các văn phòng doanh nghiệp nhỏ của DC, khi chúng tôi bắt đầu thực hiện hội thảo trên web và người phiên dịch nào sẽ được bổ sung tại quốc gia bản địa của họ để cộng tác với văn phòng thị trưởng ở trung tâm doanh nghiệp phụ nữ cho hội thảo trên web văn phòng các vấn đề châu Phi để bắt đầu dịch PowerPoint của tôi. Vì vậy, email mà tôi nhận được từ cộng đồng của chúng tôi văn phòng thị trưởng của những người cao niên review, đây là những gì DC cung cấp cho bạn. Vì vậy tôi sẽ hỏi bạn, bạn biết văn phòng thị trưởng về các vấn đề Latino có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Và bạn có thể cho tôi một ví dụ về cách văn phòng sẽ hỗ trợ bạn không? Tất cả chúng ta đều biết rằng là chúng ta may mắn sống ở DC. Thành phố có rất nhiều tài nguyên, cho dù đó là thông qua các doanh nghiệp. Có rất nhiều tài nguyên, như đôi khi nói rằng một doanh nghiệp Latino nhỏ nhưng nhận thức được những nguồn lực đó nên họ không sử dụng lợi thế của họ. Bởi vì các nước chúng tôi không có cần thiết phải đến cơ quan chính phủ đã được hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn hoặc đối bất kỳ vấn đề nào để tìm một công việc, hoặc bạn biết đấy, văn phòng của các vấn đề Latino cung cấp có nhiều công việc, họ cung cấp nhiều tài nguyên. Nhưng có một văn phòng nơi một người Latino đồng nghiệp có thể bước vào và đặt câu hỏi và có kết nối trực tiếp với tất cả các nguồn tài nguyên và thành phố cung cấp, và nó thực sự đặc biệt, cho dù đó là bạn biết đấy, nó phá vỡ rào cản ngôn ngữ hoặc bị đe dọa
khi bước vào văn phòng nơi không ai trông giống bạn hoặc có thể họ bạn biết, chỉ là đáng sợ. Tôi rất chắc chắn việc các văn phòng phụ trách các vấn đề Latino là một việc rất lớn đối với cộng đồng, và tất cả chúng ta đều là các nhóm khác nhau có quyền truy cập để các địa điểm cụ thể nơi bạn có quyền truy cập vào tất cả các tài nguyên này, và bạn cảm thấy được chào đón và không bị đe dọa. Tôi rất vui là bạn đã nói điều đó. Tôi biết thị trưởng luôn ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn của chúng tôi và hỗ trợ các doanh nghiệp đa dạng. Đó là những hoàn toàn trong năm khi sự sống động của thành phố của chúng tôi đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Tôi chắc chắn rằng ngay cả trong cộng đồng doanh nghiệp cũng nghĩ là cách nào để tôi có thể trụ vững, và biết rằng bạn có thị trưởng, chính phủ và các văn phòng đến hỗ trợ bạn. Tôi nghĩ điều đó thật thú vị, giống như tôi đã lái xe vào ngày hôm nay trước. Ồ, họ đây rồi, địa điểm đó là mở cửa, tôi có thể uống cà phê trở lại, hoặc các nhà yêu thích của tôi mở lại. Và bây giờ có thể nói là vào đó để cảm ơn bạn đã mang rất điều đó. Tôi tin rằng đã có hơn 150 triệu đô la đã đưa vào cộng đồng kinh doanh của chúng tôi hơn năm ngoái. Bạn sẽ cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa để tiếp tục như thật vinh dự khi được sống ở một thành phố được ưu tiên. Vì vậy tôi đến gặp bạn để hỏi bạn về kinh nghiệm của bạn với Moapia và ý nghĩa của việc bạn có một văn phòng như văn phòng của Asian Pacific Islander. Bạn biết, tôi không phải là một chính trị gia, nhưng tôi phải nói rằng khi biết rằng chúng tôi có được sự ủng hộ, đó là điều vô cùng. Tôi rất đau lòng, mỗi người nhập cư đều đã bị tổn thương. Chỉ là một thực tế là ở một nơi khác và đến một địa điểm mới. Nhưng tôi nghĩ rằng đối với chúng tôi rất tập trung vào ngoại giao ẩm thực. Và tôi nghĩ ngành công nghiệp thực phẩm là tất cả đã mang lại điều bạn biết đấy. Công việc của tôi thật tuyệt vời. Bạn biết đó là đầu nối mà ngành hàng, nhà hàng là bạn biết. Đó là toàn linh hồn của ngoại giao. Và nếu chúng tôi có thấy điều đó, gì đó tích cực, chúng ta phải biết rằng chúng tôi có sự hỗ trợ mà bạn biết. Ở thành phố này, và tôi gần như bạn biết, tôi ấy có thể theo dõi các chủ nhà hàng châu Á. Tất cả đều biết rằng chúng tôi có sự hỗ trợ và bạn biết đó những điều mà chúng tôi đang sống cùng. Tất nhiên chúng tôi đang từng nhắm mục tiêu nhiều hơn gần đây. Chúng tôi phải nói rằng khi đến đây và nghĩ về điều này, chúng tôi thực sự có một quyền lực mềm ở thành phố này. Và tôi tin rằng quyền lực mềm này thực sự là thứ mà quận đã có sẵn. Và tất cả những gì chúng ta cần làm ăn mừng điều đó. Bởi vì tất cả các nhà hàng bạn biết, trong thành phố chúng tôi đều biết nhau lần đầu tiên. Và tôi nghĩ là rất lâu, tất cả chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau. Và chúng tôi có cộng đồng, những người này mang đến nền văn hóa lại với nhau. Tôi nghĩ đó là một công cụ rất mạnh mẽ để bạn biết cánh thành phố của chúng tôi. Chúng tôi là một địa điểm toàn cầu về thực phẩm. Và đây là điều mà bạn biết. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được. Văn phòng thị trường đã có sẵn. Và sau đó, tất cả những gì chúng ta phải làm là chỉ cần bạn biết. Hãy tiếp tục làm những gì chúng ta làm và tiếp tục kiểm tra những người hiện đang được nhắm mục tiêu bị lợi dụng. Và tất cả những điều đó, chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng họ được cứu và chúng ta có thể tiếp tục làm công việc của chúng ta đang làm. Điều đó thật tuyệt vời khi được chứng kiến tất cả những đầu bếp trẻ và những người họ đi làm là một điều kỳ diệu. Thực sự, đó là công việc của Chúa, bởi vì bạn chỉ cống hiến rất nhiều về bản thân, văn hóa của bạn, ngôn ngữ của bạn mà bạn biết. Dạy mọi người về bạn biết, các giao tiếp với nhau thông qua thức ăn, đến với nhau đây là điều bạn đã hỏi bất kỳ ai trước đây, ăn tối cùng nhau. Và khi tất cả chúng ta cùng nhau trở lại, đây là sức mạnh, đó là sức mạnh. Chúng ta là cường quốc khi tồn tại ở DC, nhưng quyền lực mềm mạnh hơn. Chắc chắn là sức mạnh mềm. Và tôi đã bỏ lỡ với tư cách là một
bà mẹ hai con có thể giúp các con tôi trải nghiệm rất nhiều nền văn hóa khác nhau thông qua thực phẩm. Hãy để tôi nói với bạn rằng tôi có thể làm từ thứ hai đến thứ sáu, nhưng thứ bảy và chủ nhật chúng ta cần sự đa dạng. Bạn nên làm vậy. Vì vậy tôi đã bỏ lỡ điều đó rất nhiều. Tôi thực có, các con tôi cũng vậy. Vì chúng thích chúng ta lại ăn cùng một món không? Bạn sẽ ăn lại cùng một thứ. Có thể không tuyệt vời như bạn ăn hàng ngày, như mẹ tôi thường nói. Mỗi ngày một lần, tôi nghĩ rằng có một số điều bạn cũng đã đề cập với Jocelyn về việc trở thành một thành phố toàn cầu. Và nhìn thấy sự sống động đó, và bạn biết đấy, có rất nhiều trong số các bạn đã đề cập với sự sống của những nơi khác, ngay cả những quốc gia khác hoặc những nơi khác của Hoa Kỳ. Tôi biết tôi đó. Bạn không có thấy điều đó khắp nơi mọi hơn. Bạn thông cảm các cảm giác thân thuộc hay cảm giác đó. Wow, trở nên khác biệt. Và thậm chí nhìn với các ngôn ngữ đằng sau bạn, thậm chí không truy cập được. Tôi nghĩ rằng những nơi tôi đã sống ở Georgia vì thì không phải như vậy. Bạn biết đấy, liệu bạn có cần truy cập vào các tài nguyên không có sẵn, và tôi biết văn phòng của bạn làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo rằng không chỉ một người khả năng ngoại giao ẩm thực đó, và họ còn có thể đọc ngoại giao của họ bằng ngôn ngữ của họ, và tôi biết điều đó rất quan trọng. Tôi muốn quay lại văn phòng bởi vì điều tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy bản điều khiển khác của mình hoặc điều đó. Bạn biết đấy, bạn đã thấy họ cảm thấy được nhìn thấy. Bạn cảm thấy được đại diện, và đó là công việc bạn làm trong văn phòng và niềm đam mê của nhân viên của bạn. Vì vậy tôi chỉ muốn nói lại rằng điều gì khiến bạn say mê nhất khi đến làm việc mỗi ngày tại văn phòng. Tôi biết điều đó phải tuyệt vời, và điều đó đã báo hiệu cho chúng tôi rằng sự đa dạng được chào đón và ủng hộ và tài trợ. Đúng, nhưng cũng là người đam mê như bạn đến các công việc hàng ngày. Vâng, tôi đoán tôi có thể nói hai điều. Một là ý tưởng rằng bạn là một phần của cái gì đó lớn hơn. Tôi nghĩ bạn biết đấy, cho dù gia đình tôi có biết hay không, họ đã nuôi dạy con cái của họ đã trở thành công chức nhà nước. Anh trai sinh đôi của tôi vừa nghỉ hưu trong quân đội. Bạn biết đấy, đối với tôi, bạn biết đã từng là người vận động chính sách từ rất lâu và giờ đang làm việc trong chính quyền địa phương. Chỉ cần thấy thực tế mà chúng ta đang tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của người dân, và rất quan trọng để tìm ra họ. Đồng thời bạn cũng biết như một người lớn lên các sự khác biệt của đúng không? Những người đã hợp cơm như mọi người không hiểu. Người phải trả lời những câu hỏi như tại sao chúng ta ăn cơm vào bữa sáng. Điều đó đã truyền cho tôi một cảm giác công bằng đúng. Vì vậy, biết rằng tôi đang làm việc để đảm bảo rằng cư dân của chúng tôi được đối xử công bằng. Họ được đối xử công bằng, rằng họ không phải trải qua những gì bạn biết, những gì các gia đình khác đã phải trải qua. Bạn biết đấy, đó là những gì đã giúp tôi tiếp tục. Và bạn biết đấy, 15 tháng rồi qua, bạn biết đấy, bạn thức dậy và đi làm, và bạn chỉ đi xuống cầu thang. Vì vậy, cho dù bạn đang đi làm, bạn biết 13 bước hoặc là 1 dặm rưỡi, bất kỳ điều gì, bạn biết đấy, hành trình mới là điều quan trọng để bắt đầu làm việc và đảm bảo. Và chúng ta đang ở đó, dù hiện tại là gần hay ngày càng trực tiếp. Đó là những gì đang khiến tôi điên. Chuyện gì tôi đang xảy ra với con trai tôi, nó đang biết rằng hết mọi người trên thế giới đều ăn cơm. Chúng ta là một người trong những khác biệt. Vì vậy, hãy mang theo gạo. Vậy giám đốc K3, đâu là niềm đam mê đưa anh đến công việc? Điều gì có thể thúc đẩy bạn? Có đạn ở trong vị trí có thể giúp đỡ mọi người. Chúng tôi có thể thông cảm với tư cách là người nhập cư. Tất cả chúng tôi đều ở đây đối mặt với những thách thức khác nhau đến với đất nước này, từ việc làm, nhà ở, tiếp cận ngôn ngữ. Chúng ta có hơn 15.000 người nhập cư châu Phi trong quận, chiếm 17% dân số nhập cư.
tỷ lệ khu nhập cư châu Phi cao nhất các thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Nhưng 50% thành viên ủy ban của chúng ta có trình độ tiếng Anh hạn chế. Chúng ta đã vượt qua điều đó rồi. Chúng tôi đang phải đối mặt với một rào cản với đây, và chúng tôi đã tham gia các lớp học tiếng Anh trước khi đưa mình vào thị trường việc làm. Chúng tôi đang đối mặt với những người thách thức khác nhau. Những người mà chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ ngày nay đang gặp phải. Vì vậy họ cần sự hài lòng cá nhân để có thể làm việc điều đó. Chỉ cần được làm công việc là tôi đã hài lòng. Bà Jackie, chúng tôi rất đam mê những người Latino bởi vì tự nhiên. Và bạn cũng biết, những người ở nhà quê nhà sẽ nói, trời ơi, chính phủ ở đó họ không quan tâm bạn biết đâu. Khi tôi bắt đầu làm việc với chính phủ cách đây 15 năm, người dân cho biết đám cháy sẽ không tồn tại trong 15 năm. Nhưng lớn lên, trưởng thành ở đây, biết rằng bố tôi phải làm 3 công việc để kiếm sống. Bạn biết là không nói được ngôn ngữ đó, bởi vì ba của tôi ấy phải làm việc. Ba ấy không thể đọc tiếng Anh và học tiếng Anh và vẫn còn. Và đối với tôi, những gì về nó có thể có nhiều người ngoài đó, bạn biết. Họ sẽ bị đóng cửa và nói rằng anh ấy không thể truy cập tình trạng thất nghiệp. Và chúng ta giống như một con đường hoàng lương để trở thành người vô gia cư mà bạn biết đấy. Đó là tất cả những gì tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi có điều đó và sự lớn hơn ở trong lĩnh vực này, trong khi con còn chưa được 3 năm trước. Vì vậy tôi luôn nghĩ về như là con là một người bà mẹ tuổi trẻ, rằng tôi giống như một người trời ơi đất hỡi thế này, bạn biết đấy. Cách đây 37 năm khi tôi có đứa con đầu lòng và tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nên tôi quyết định như bây giờ, chúng ta phải làm mọi thứ để cả hai cùng hiểu về cách tôi giải quyết những mối quan tâm của mình. Tôi đã mang về nhà và nói nếu không là sẽ được đối xử. Để đó đã là thần chú của tôi và mọi người đang nhìn chúng tôi làm tất cả các phong khổng khu vực bầu cử khác nhau, nghe đến cánh cửa của chúng tôi đang mở và như thể chúng tôi không biết câu trả lời đến cùng nhau tiểu hiểu đạn điếc. Người đàn ông luôn nói rằng chúng tôi ở trong này cùng nhau và chúng tôi sẽ đi học ngoài cùng nhau. Và như chúng tôi đã học được, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ trở lại bình thường. Bình thường bạn biết rằng quy mô con người đã lớn lên trông như ở đó trong thành phố, tôi cảm thấy tự hào rằng chúng tôi là một người đang nhìn vào, nói như thủ đô của DC. Như này, nếu DC có thể biến rằng các thành thực sự thật thì mọi người có thể là cho nó xảy ra ở địa phương, chính phủ. Và chính phủ, anh ta không cần phải giống như ngoài chúng tôi. Có thể sẽ đi bây giờ, chúng tôi không quan tâm. Bạn biết nơi tôi rất là tự hào và cảm thấy là đến rất là mạnh mẽ là cái tay là thủ đô của nước Mỹ. Nếu mà DC có thể làm được, tất cả mọi người có thể làm được. Cái này là chính quyền của địa phương, phải giống như ngoài chúng tôi sẽ đi bây giờ, chúng tôi không quan tâm. Điều đó mang lại niềm đam mê của tôi mỗi ngày. Mà bạn biết đó là những người cử tri của chúng tôi biết rằng chúng tôi quan tâm và chúng tôi yêu họ. Khi bạn thực hiện loại cam kết đó từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều đó, 7 ngày trong một tuần trả lời điện thoại đang diễn ra trong cộng đồng mà bạn biết. Bạn biết những rào cản và bạn biết nói không có tôi có nghĩa là rất nhiều niềm đam mê. Và tôi thậm chí không thể có nghĩa chỉ cá nhân của tôi. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn, đặc biệt các giám đốc, bởi vì tôi đã tiếp xúc với nhiều người hàng xóm mà chúng ta cần hỗ trợ. Và bạn biết khi nào tôi đã kết nối họ với văn phòng của họ bạn, nếu họ cảm thấy như bạn là ngôi sao nhạc rock
Và tôi nghĩ sâu sắc hơn, cả đối với tôi đó là một con gái, tôi mới đến một trung tâm chăm sóc trẻ em song ngữ, một trong những cô con gái tôi nhưng giáo viên yêu thương đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Và tôi nhớ là vì vậy tôi chưa bao giờ từ chối cô ấy. Cô ấy đã khóc thực sự sật rằng bạn biết ai đó để giúp cô ấy và đi qua, và sau đó thậm chí xem các cơ sở kinh doanh và bạn biết trung tâm y tế ở gần khu vực bạn biết được điều hành bởi những người và một phần sự sống động của cộng đồng nhập cư của chúng tôi như đó là một bình thường. Tôi đã trải qua những kinh nghiệm khác với chúng ta gặp những mối đe dọa mà bạn biết đó cùng nhau, và tôi nghĩ rằng niềm đam mê của bạn đã có thói quen khiến tôi cảm thấy thực sự xúc động vào giây phút này. Điều gì đó là một thành phố của chúng ta rất đẹp và rất view. Và tôi có một câu hỏi khác, nhưng tôi sẽ thay đổi nó và làm cho tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Trong khi chúng tôi có rất nhiều cảm xúc, nhưng tôi có muốn kết thúc bằng cách yêu cầu cung cấp cho bạn một cụm từ ngắn gọn có để nói tại sao mà người nhập cư mà bạn yêu thành phố này, Ben. Tôi nghĩ cô ấy hơi ít, tôi có thể ăn gian một chút xíu vì văn phòng của chúng tôi. Tôi không có cơ hội nói là sự đa dạng của nhóm văn phòng của chúng tôi có thể đại diện cho văn phòng chúng tôi. Bạn không cần phải nói, tôi ước tôi có thể thử ngôn ngữ vì tôi cố gắng sửa đồng đô la với dư cân Filipina của chúng tôi. Tôi đã cố gắng tiếng nói Tây Ban Nha như bạn biết đấy. Tôi nghĩ rằng sự đa dạng của vành đảo châu Á Thái Bình Dương đã nhập cư vào đây nên văn phòng của chúng tôi luôn phải đi nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ chính sự đa dạng đó khiến tôi thấy nơi tuyệt đẹp, đó là địa phương, đó là liên bang, nó cũng là ngày quốc tế châu Á, những điều chính xác cũng như người Latino. Vì tôi nghĩ rằng đối với gia đình tôi là có một người đàn ông bước vào nhà hàng của tôi. Tôi rất là thích DC cũng như là một trung tâm. Tôi đã có một người đàn ông bước vào nhà hàng của tôi. Người đã trăm tuổi mà anh đã gặp trong một kiếp khác. Khi bạn có nơi đó, bạn làm trung tâm nơi mọi người thường kết nối trên máy bay và tàu hỏa tình cờ đến DC. Họ chỉ tìm kiếm bạn để bạn và gia đình càng ngày càng lớn hơn khi bạn đi. Và tôi nghĩ rằng điều đó đối với tôi có là God sent, và nó theo cách riêng bởi vì bạn biết hạn có cách này trung tâm bạn, có bên này là phía liên bang, nhưng bạn cũng thực sự có rằng tôi đã trải qua tất cả các nhóm, tất cả các món ăn khác nhau. Vì vậy điều rất là bận rộn đến nỗi chúng ta có rất nhiều quốc gia muốn trải nghiệm con gái. Tôi không có muốn muốn ra DC. Mỗi lần tôi đi ra ngoài đó là tôi cảm thấy là tôi giống như là con cá ra ngoài nước vậy đó. Tôi phải trở lại. DC là ở trong một cái 150 ngày nước. Vào trong Adams Morgan đó, tôi có thể đi xuống cái đường đó là có thể đi hết vào A Street nữa. Tôi có trải nghiệm qua tất cả việc đồ ăn thực phẩm với lại rất là nhiều quốc gia. Với con gái của tôi đã đi đến Brown đó, và cô ấy có thể nói tiếng Việt thật xinh đẹp để cùng tồn tại. Và biết đấy là chúng ta đang tồn tại, và tôi cũng muốn rằng việc đặt chỗ cái mayor đó là một cái làm người thị trưởng quốc tế bằng đó. Và vì vậy tức là tôi muốn đặc quyền được các thành phố mà bạn, bất kể chúng tôi chọn như thế nào, bạn biết tôi cần làm gì và tôn trọng. Vì vậy đó là lý do tại sao tôi yêu những gì đúng ở DC bạn có thể trải nghiệm. Bởi vậy tôi rất là thích ở DC. Tôi nói là trải nghiệm ở trong DC là nói là bạn không giúp đạt
là có nhiều cái truyền thông đồ ăn và văn hóa, cái quan niệm của DC đó điếm phạm văn hóa khác, và bạn thực sự có thể trải nghiệm qua thông qua tình bạn, và bạn thực hiện trên đồ ăn của trường của mình. Vì vậy nó thực sự mang lại cho bạn một nền văn hóa và bạn đang tiếp xúc. Nhiều nền văn hóa khác nhau ở mức độ rất cá nhân về người nhập cư để tiếng nói ở đây ở DC. Và có hỗ trợ cho nguồn lực của bạn, không giúp cho bạn đạt được mục tiêu của mình. Nghe mà họ ở DC, tức là có giá trị đó và thông số kỹ thuật cung cấp tài nguyên. Một lần nữa để xem liệu nó có đến nay khi tôi cảm thấy rất là cộng đồng pháp lý. Nhưng cũng như tôi nói là buổi sáng hôm nay, đây là một cái thành phố quốc tế của nền tảng của tôi. Tôi nói ba cái ngôn ngữ. Tôi rất là hân hạnh đã học tiếng Pháp và ở bên Ethiopia. Cho người Âu Châu biết thực tế là có thể cung cấp hỗ trợ cho những gì bạn làm cho nó để con tôi ở nơi cô ấy. Và cô ấy học bạn không có ngôn ngữ và là Tây Ban Nha sẽ được học chương trình Trung Quốc. Ý tôi điều này thật tuyệt vời. Người đã đào cho bất kỳ nhập cư nào đến với chúng ta, bởi vì tất cả là để sống theo giấc mơ Mỹ, nghĩa là giáo dục đại học trở nên chuyên nghiệp và mang lại cuộc sống tốt và ổn định cho các con cái bạn. Và đây là những gì DC đã mở đầu. Tôi rất là thích DC, là DC là khu bảo tồn. Như bạn cho phép mọi người đi về bạn ở đây. Tôi thích nhìn thấy rất nhiều châu Phi, là theo điều khắp các châu lục và sự đa dạng như vậy giữa các nhóm dân tộc và cộng đồng khác nhau. Liệu trời có mưa của nhà đây là lý do tại sao tôi rất yêu thích tháng di sản này. Tất cả mọi người dân tộc là cùng đến ở trong cái đa dạng như vậy, đã chia sẻ hết những cái giá trị và mang tất cả mọi người là đến đây là cùng như nhà của chúng tôi. Tôi nói là ở đây là một cái tháng Caribbean nữa. Tôi không có mấy người hàng xóm Caribbean ở đây. Tất cả mọi người đã thực sự là những có cái tháng Pride nữa. Có rất là nhiều tuyệt vời sẽ xảy ra. Tôi muốn cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm của bạn với tôi. Thực sự là mình ví dụ đối với tôi. Đặc biệt là vì rất ấm áp nhiều hơn và cảm thấy kết nối nhiều hơn với người hàng xóm chúng tôi. Và tôn giá cao cơ hội này với các bạn. Vì vậy tôi đã đề cập chúng tôi là tháng niềm tự hào, nhiều hoạt động bật lên kích hoạt nữa, sẽ có sự cố ứng dụng bật lên và lễ kỷ niệm và nhà hàng địa phương vào ngày 24. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích video và tất cả mọi người sẽ trưởng thành cùng với nhau. Cái này rất là tốt đẹp. Cảm ơn bạn đã chia sẻ hết những gì là hôm nay. Tôi rất là học đã rất là nhiều và những người hàng xóm cùng với nhau. Cô hy vọng tôi đã nói rồi đó, đây là cái tháng mà di sản và tháng Pride nữa, chúng tôi sẽ nói nhiều thêm nữa và tất cả những có cái nhiều chuyện sẽ xảy ra. Và có ngày 24, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích video và trong cái yêu thích của DC nữa video, bạn sẽ mong chờ chúng tôi xem bạn video
sẽ xem ra mắt này, tôi nghĩ kết nối với mọi thứ, nhưng tôi có thể xem liệu họ có nói hay không. Thể chúng tôi có nửa trời giờ, tôi muốn cảm ơn bạn đã nói lần này với chúng tôi và tất cả mọi người ở đây trong tháng di sản nhập cư. Vui vẻ.